Sáng nay, tỉnh ủy Hậu Giang tổ chức hội nghị triển khai nội dung hội nghị lần thứ 13 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 cho cán bộ chủ chốt của tỉnh. Các cơ sở sản xuất mặt hàng thủ công tại thị xã Ngã Bảy tất bật bước vào vụ chuẩn bị Tết, trong đó chất lượng sản phẩm luôn được chú trọng nhằm đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng. Năm 2015, thành phố Vị Thanh có gần 3.800 trường hợp vi phạm các quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tăng 10% so với năm 2014. Kính chào quý vị và các bạn đang xem chương trình Thời sự tối của truyền hình Hậu Giang hôm nay thứ Ba, ngày 12 tháng 1 năm 2016. Thưa quý vị, sáng nay tỉnh ủy Hậu Giang tổ chức hội nghị triển khai nội dung hội nghị lần thứ 13 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 cho cán bộ chủ chốt của tỉnh. Tham dự hội nghị có ông Trần Công Chánh, Bí thư tỉnh ủy, ông Quỳnh Thanh Tạo, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, ông Lữ Văn Hùng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các ban ngành đoàn thể tỉnh, các huyện thị thành phố. Hội nghị đã tập trung quán triệt các nội dung, tiếp thu ý kiến đóng góp của Đại hội Đảng bộ các cấp, của đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân, của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội 12 của Đảng. Báo cáo tổng kết thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 về một số vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay. Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 12 và nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 12. Về dự thảo quy chế làm việc của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, trình Đại hội 12 của Đảng và một số vấn đề quan trọng khác. Sau hội nghị do tỉnh ủy tổ chức, các huyện, thị, thành ủy, đảng bộ trực thuộc tỉnh ủy sẽ tổ chức phổ biến quán triệt các nội dung hội nghị lần thứ 13 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 cho đảng viên chậm nhất đến ngày 15 tháng 1 năm 2016 và đến ngày 20 tháng 1 năm 2016 hoàn thành việc phổ biến đến các chi bộ đảng viên. Kết luận tại hội nghị, ông Trần Công Chánh, Bí thư tỉnh ủy, đề nghị cấp ủy, các ngành làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung hội nghị cho từng đơn vị. Ban tuyên giáo tỉnh ủy chủ trì theo dõi việc thực hiện và triển khai nghị quyết. Riêng đối với các hoạt động chuẩn bị đón Tết Bính Thân, cần quan tâm chuẩn bị chú đáo, đảm bảo hoạt động vui xuân đón Tết diễn ra an toàn và tiết kiệm. Vào chiều nay, Tòa án Nhân dân tỉnh Hậu Giang tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động Hội thẩm Nhân dân nhiệm kỳ 2011-2016. Tham dự hội nghị có ông Trần Công Chánh, Bí thư tỉnh ủy, ông Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo các sở ban ngành và lãnh đạo các huyện thị thành phố. Trong nhiệm kỳ qua, Tòa án hai cấp tỉnh Hậu Giang đã thụ lý hơn 18.000 vụ án các loại, giải quyết hơn 17.700 vụ, đạt trên 98%. Trong đó, Hội thẩm Nhân dân tỉnh tham gia 731 phiên tòa, Hội thẩm Nhân dân cấp huyện tham gia hơn 10.000 phiên tòa. Chất lượng xét xử của Hội thẩm Nhân dân mỗi năm đều được nâng lên rõ rệt. Lượng án bị hủy, sửa của Tòa án Nhân dân hai cấp giảm dần hàng năm từ 0,76% vào năm 2011, còn 0,31% vào cuối năm 2015. Trong quá trình xét xử, các Hội thẩm Nhân dân thể hiện được sự độc lập khi phát biểu quan điểm, đảm bảo nguyên tắc, đúng pháp luật, khách quan. Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Công Chánh, Bí thư tỉnh ủy, đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu của Hội thẩm Nhân dân trong 5 năm qua. Thời gian tới, ông đề nghị tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước trong hoạt động tư pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đoàn hội thẩm các cấp theo hướng thực chất, đảm bảo dân chủ, công khai, đúng quy định của pháp luật và phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Vào chiều nay, Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh đã có cuộc họp để công bố quyết định của Ban chấp hành Trung ương Đảng và tỉnh ủy Hậu Giang về công tác cán bộ. Tại cuộc họp đã công bố quyết định của Ban chấp hành Trung ương nghỉ hưu đối với đồng chí Đinh Văn Chung, nguyên Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, nghỉ hưu từ ngày 1 tháng 1 năm 2016. Đồng thời công bố quyết định của tỉnh ủy chỉ định chức vụ Bí thư Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh đối với đồng chí Quỳnh Thanh Tạo, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy viên Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh. Công bố quyết định chỉ định chức vụ Ủy viên Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh đối với đồng chí Trần Văn Quyến, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, kiêm trưởng Ban Văn hóa xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh.
kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với đồng chí Nguyễn Văn Vinh, Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, có thời hạn từ ngày 12 tháng 11 năm 2015 đến ngày 10 tháng 5 năm 2017. Điều động và chỉ định đồng chí Lê Công Khanh, Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tham gia Ban chấp hành Đảng bộ quyền, Ban thường vụ quyền ủy và giữ chức Phó Bí thư quyền ủy Phụng Hiệp nhiệm kỳ 2015-2020. Điều động đồng chí Đoàn Quốc Thật, Phó Bí thư tỉnh đoàn về Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh để bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thời hạn 5 năm. Điều động đồng chí Trương Thị Ánh Nguyệt, Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh về Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh để lãnh đạo phân công về Sở Nội vụ nhận nhiệm vụ. Cũng trong hôm nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang tổ chức tổng kết công tác năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016. Ông Lữ Văn Hùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang tham dự. Năm 2015, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt trên 14.000 tỷ đồng, vượt 2,34% kế hoạch, tăng 8,32% so với cùng kỳ. Trong đó, tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn toàn tỉnh sắp xỉ đạt 2.400 tỷ đồng. Trong năm, có 15 dự án được cấp giấy với tổng vốn là gần 50.000 tỷ đồng, tăng gấp 49 lần so với cùng kỳ. Và có gần 500 doanh nghiệp được đăng ký kinh doanh. Trong khi đó, lĩnh vực cải cách hành chính cũng đạt nhiều hiệu quả. Trong đó, nổi bật là việc ứng dụng công nghệ thông tin. Năm 2016, ngành tiếp tục nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, xây dựng chính sách ưu tiên đối với các dự án có công nghệ cao. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, năm 2016, đối với các dự án chậm, ngành cần quản lý chặt, cương quyết hơn nữa để sớm có giải pháp tốt nhất, đồng thời tăng cường công tác xử lý nợ động cơ bản và cải cách các thủ tục hành chính để đạt được mục tiêu kế hoạch đề ra. Ban tổ chức Hội Báo Xuân và cuộc thi bình chọn ấn phẩm Xuân 2016 đã thông qua kế hoạch tổ chức và thể lệ tham gia cuộc thi được diễn ra vào chiều nay. Thời gian diễn ra Hội Báo Xuân từ ngày 2 tháng 2 năm 2016 đến ngày 14 tháng 2 năm 2016, nhằm 24 tháng Chạp đến mùng 7 tháng Giêng tại khu di tích chiến thắng Chương Thiện. Hội Báo Xuân năm nay có khoảng 400 đầu báo. Ngoài ra còn có triển lãm ảnh thành tựu kinh tế, xã hội, văn hóa, quốc phòng an ninh, triển lãm ảnh nghệ thuật, chuyên đề. Riêng cuộc thi bình chọn ấn phẩm Xuân Bính Thân 2016, ban tổ chức sẽ nhận ấn phẩm dự thi đến hết ngày 1 tháng 2 năm 2016, nhằm ngày 23 tháng Chạp năm Ất Mùi. Giải thưởng chia làm hai thể loại là đặc sản Xuân và bản tin Xuân. Bên cạnh các giải thưởng chính, ban tổ chức còn trao các giải phụ như giải báo chí, giải bìa đẹp, giải trình bày đẹp. Tiếp theo chương trình thời sự tối nay có các nội dung. Năm 2015, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đã nhắc nhở gần 800 trường hợp vi phạm và buộc tiêu hủy 130 loại sản phẩm không đạt yêu cầu. Năm 2015, thành phố Vị Thanh có gần 3.800 trường hợp vi phạm các quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tăng 10% so với năm 2014. Thưa quý vị và các bạn, trong năm 2015, cả nước thực hiện nghiêm ngặt công tác kiểm tra, xử lý và chặn đứng nhiều vụ an toàn vệ sinh thực phẩm bẩn gây ảnh hưởng đến sức khỏe cho người tiêu dùng. Tại Hậu Giang, công tác này cũng được Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh quan tâm. Trong năm qua, đã nhắc nhở gần 800 trường hợp vi phạm và buộc tiêu hủy 130 loại sản phẩm không đạt yêu cầu. Đầu năm đến nay, đoàn thanh kiểm tra liên ngành Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã kiểm tra được hơn 6.000 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và dịch vụ ăn uống. Qua đó phát hiện hơn 800 trường hợp vi phạm các lỗi chủ yếu như nguyên liệu và phụ gia để chế biến không rõ nguồn gốc, xuất xứ, chưa có giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, mẫu gửi đi kiểm định không đạt chất lượng so với công bố, chưa khám sức khỏe định kỳ. Đoàn thanh kiểm tra đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 30 trường hợp với số tiền 114 triệu đồng. Thưa quý vị, còn hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán 2016. Đây cũng là thời điểm mà các loại thực phẩm kém chất lượng có cơ hội tuồn vào thị trường với hành vi và thủ đoạn tinh vi hơn. Vậy kế hoạch kiểm tra xử lý tình trạng này như thế nào? Phóng viên thời sự có cuộc trao đổi với ông Võ Hoàng Hận, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hậu Giang. Mời quý vị cùng theo dõi.
Thưa ông, đầu năm đến nay thì đoàn thanh kiểm tra đã phát hiện gần 800 cơ sở sản xuất kinh doanh vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm. Việc xử lý đến thời điểm này như thế nào ạ? Thì nói chung trong năm 2015 đó, thì tổng cái số lượt mà thanh tra và kiểm tra thì nó trên 6.000 lượt. Tuy nhiên là cái việc mà kiểm tra định kỳ đó, thì chỉ để nhắc nhở, hướng dẫn cho người dân cũng như những cái cơ sở sản xuất kinh doanh đó làm tốt hơn, chứ không có áp dụng các cái biện pháp xử lý vi phạm. Còn để mà xử lý vi phạm thì phải là đoàn thanh tra. Hiện nay đó thì Trung ương cũng tham mưu cho coi như là ban chỉ đạo liên ngành Trung ương là dự kiến là sẽ ban hành cái thông tư là cho phép ở tuyến huyện và tuyến xã được xử lý vi phạm giống như là thanh tra viên của chi cục. Còn chưa đầy một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, hiện việc triển khai thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về công tác kiểm tra đảm bảo an toàn về thực phẩm cũng như là xử lý các trường hợp vi phạm như thế nào thưa ông? Chi cục chúng tôi đã tham mưu cho Sở Y tế ra cái kế hoạch, trong đó gồm có cái công tác là tuyên truyền chung vào các cái mặt hàng mà người dân tiêu thụ nhiều trong dịp Tết, thí dụ như các loại là thực phẩm tươi sống, rồi các loại thực phẩm đóng hộp, chủ yếu là các loại bánh mứt mà người dân thường sử dụng Tết nhiều trong cái dịp Tết. Còn nếu như mà phát hiện các cái vi phạm đó thì tùy theo cái hình thức vi phạm cũng như là cái mức độ vi phạm thì chúng tôi sẽ nghiêm khắc xử lý căn cứ theo cái nghị định xử phạt 178 về an toàn thực phẩm, thì chúng tôi sẽ xử lý nghiêm các cái cơ sở sản xuất cũng như là kinh doanh bị phát hiện là sai phạm trong dịp Tết. Đề nghị bà con mình đó là trước khi mua nên xem nhãn mác rõ ràng, có địa chỉ, có nguồn gốc xuất xứ, đồng thời là phải có hạn sử dụng. Vâng, xin được cảm ơn ông đã dành thời gian cho chúng tôi có cuộc phỏng vấn này. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày qua thì tại một số tỉnh thành phố trong cả nước đã phát hiện nhiều loại thực phẩm ngâm trong hóa chất, vôi công nghiệp để tẩy trắng và làm giòn. Đây là điều làm hoang mang cho người tiêu dùng khi mà tình trạng mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra ngày một nghiêm trọng hơn. Và trước áp lực về sản xuất hàng hóa phục vụ Tết thì đòi hỏi các doanh nghiệp phải đảm bảo chất lượng là điều không đơn giản. Tuy nhiên, tại thị xã Ngã Bảy, một cơ sở sản xuất đã tạo được niềm tin cho người tiêu dùng không chỉ bằng những chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm mà còn bằng cả cái tâm của người làm nghề. Những ngày này, công suất của cơ sở sản xuất bún Quỳnh Đức tăng lên gấp rưỡi ngày thường. Vì ngoài sản xuất bún theo đơn đặt hàng hàng ngày thì cơ sở còn phải chuẩn bị cho Tết. Tuy vậy, chất lượng luôn là vấn đề được cơ sở quan tâm hàng đầu. Để đạt được những vị trí trong lòng của người tiêu dùng thì nguyên liệu để làm nên sản phẩm luôn được lựa chọn ưu tiên, và để đạt được những cái sản phẩm có chất lượng cao nhất, cứ định kỳ 6 tháng một lần thì cơ sở sản xuất bún Quỳnh Đức lại kiểm tra chất lượng sản phẩm một lần. Với những yêu cầu kỹ thuật và chất lượng cao như vậy thì sản phẩm đã được bày bán tại siêu thị Cấp Mát, đến gần hơn với những khách hàng khó tính. Hiện nay, ngoài 3 mặt hàng chủ lực là bún truyền thống, bún bò và bánh tằm, cơ sở còn liên kết phát triển bánh hỏi và bánh lọt. Tất cả các mặt hàng trên đều được làm từ gạo Hàm Châu, loại có chất lượng tốt nhất. Không chỉ nâng cao chất lượng sản phẩm, mà cơ sở này còn đầu tư về mẫu mã, có bao bì và được đóng gói cẩn thận trước khi đưa vào siêu thị. Ngoài nhận được các giải thưởng về an toàn vệ sinh thực phẩm, thì cái tâm của người làm nghề luôn được đặt lên hàng đầu. Là mình phải đặt cái chất lượng lên hàng đầu. Ở cơ sở Quỳnh Đức thì cái ưu tiên của mình đó là chất lượng và phục vụ. Đó là cái phương châm đó. Làm sao cái sản phẩm mình nó phải ổn định, chất lượng ổn định thì người ta mới tin, để người ta như đám tiệc rồi người ta mới đặt nhiều. Và cái một cái nữa là mình phải trung thực, không có sử dụng những cái hóa chất độc hại trong cái sản phẩm. Trong những ngày Tết, ngoài bún thì bánh tráng cũng là một trong những mặt hàng bán chạy. Vào những ngày này, cơ sở đã tiến hành bảo trì máy móc, tự động hóa và tiết kiệm không gian sản xuất với phương châm kinh doanh đi cùng sức khỏe người tiêu dùng. Nhìn chung là các cơ sở thì tập trung vào cái chất lượng, mẫu mã của hàng hóa cũng như là cái đảm bảo cái số lượng để dự trữ
để đảm bảo cái lượng hàng hóa đủ để phục vụ cho cái Tết Bính Thân năm nay. Những cơ sở này thì cái chất lượng cái sản phẩm hàng hóa thì đảm bảo các cái tiêu chuẩn về cái an toàn thực phẩm cũng như là cái sở hữu trí tuệ để đưa ra thị trường. Với những sản phẩm kém chất lượng, không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm đang bày bán tràn lan trên thị trường, khiến cho người tiêu dùng hoang mang lo lắng, thì việc những cơ sở sản xuất những mặt hàng truyền thống vừa ngon vừa đảm bảo chất lượng như thế này là một hướng đi đúng đắn nhằm góp phần bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng. Chương trình Thời sự Hậu Giang tối nay là tiết mục An toàn giao thông qua phần trình bày của chị Hải Loan. Xin mời chị. Cảm ơn chị Ngọc Mai và chị Hồng Thức. Thưa quý vị và các bạn, mở đầu cho tiết mục An toàn giao thông ngày hôm nay đó là thông tin về việc ký kết đảm bảo thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh trong năm 2016. Hình ảnh mà quý vị và các bạn đang nhìn thấy là hình ảnh của buổi ký kết giao ước thi đua về việc thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh trong năm 2016, được diễn ra trong buổi tổng kết về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2015 vào chiều ngày hôm qua của 8 huyện thị thành phố trên địa bàn tỉnh. Điều đặc biệt là trong buổi ký kết này đã chú trọng nhấn mạnh vào những nội dung quan trọng như sau. Cam kết 100% các huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn trong tỉnh đồng loạt ra quân triển khai và thực hiện hiệu quả năm an toàn giao thông 2016. Với quyết tâm kéo giảm 5-10% về số vụ, số người chết, số người bị thương so với cùng kỳ năm 2015, không để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, khắc phục kịp thời những bất cập trong kết cấu hạ tầng giao thông, ngăn chặn kịp thời không để xảy ra ùn tắc giao thông trên địa bàn, không để việc lấn chiếm và tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ và đường thủy nội địa. Tiếp tục xây dựng mới và nhân rộng các mô hình có cách làm hay và hiệu quả. Với nội dung ký kết giao ước thi đua trên là cơ sở để cho các địa phương thực hiện có hiệu quả về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh trong năm 2016. Thưa quý vị và các bạn, đây là con số gần 3.800 trường hợp vi phạm, mà trong đó nhiều nhất là trường hợp chạy quá tốc độ và nồng độ cồn trong người vượt quá mức độ cho phép mà Công an thành phố Vị Thanh đã xử lý trong năm 2015. Đây chính là một trong những nguyên nhân đã gây ra tình trạng tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố Vị Thanh tăng cao hơn so với năm rồi. Năm 2015, đội cảnh sát giao thông Công an thành phố Vị Thanh đã xử lý vi phạm hành chính gần 6.200 trường hợp vi phạm các quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có gần 3.800 trường hợp vi phạm ở hai lỗi là chạy quá tốc độ và có nồng độ cồn vượt quá quy định, tăng 10% so với năm trước. Trong năm qua, cũng xảy ra 10 trường hợp tai nạn giao thông, tăng 3 trường hợp so với năm 2014, làm chết 5 người, bị thương 7 người. Cái nguyên nhân là để dẫn đến tai nạn giao thông, cái thứ nhất là ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Cái thứ hai là những cái vụ tai nạn giao thông đã xảy ra trong thời gian vừa qua là nó chiếm cái tỷ lệ là cái người sử dụng, người là điều khiển phương tiện là có cái nồng độ cồn vượt quá mức cho phép. Từ đầu năm 2016 đến nay, tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố Vị Thanh tiếp tục tăng, xảy ra 4 trường hợp làm chết 4 người. Các trường hợp tai nạn giao thông xảy ra nhiều ở những tuyến đường mới mở, các tuyến nội ô và tuyến đường vành đai của thành phố. Trong năm nay, chúng tôi sẽ xác định những cái địa bàn, những cái tuyến mà nó phức tạp nhiều nhất trên lĩnh vực trật tự an toàn giao thông. Cụ thể là nó xảy ra nhiều ở của năm 2015 để có một cái định hướng, rồi công tác tuần tra cho nó có cái tập trung để là xử lý kịp thời các cái trường hợp là vi phạm mà liên quan đến dẫn đến cái tình hình là tai nạn giao thông. Mục tiêu năm 2016 của Công an thành phố Vị Thanh là kéo giảm tai nạn giao thông 5% so với năm 2015 trên cả ba mặt: số vụ, số người chết và số người bị thương. Để thực hiện được điều này thì công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của mỗi người về chấp hành các quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông là hết sức quan trọng.
Thưa quý vị và các bạn, để kéo giảm tai nạn giao thông trong năm 2016, thì Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang đã ban hành kế hoạch là tổ chức lễ ra quân phát động năm an toàn giao thông 2016 với chủ đề là văn hóa, xây dựng văn hóa giao thông gắn với nâng cao trách nhiệm và siết chặt kỷ cương của người thi hành công vụ, với mục tiêu tính mạng con người là trên hết như sau. Thông qua lễ ra quân nhằm thu hút sự quan tâm của các cấp, các ngành và quần chúng nhân dân trong tỉnh về việc hưởng ứng năm an toàn giao thông, đồng thời tạo sự đồng thuận của xã hội trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tạo tiền đề cho huyện, thị xã, thành phố tổ chức các hoạt động ra quân thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu năm an toàn giao thông 2016, kéo giảm tai nạn giao thông từ 5 đến 10% về cả 3 tiêu chí: số vụ, số người chết và số người bị thương. Theo đó, thì lễ ra quân sẽ được diễn ra vào lúc 6 giờ 30 phút ngày 15 tháng 1 năm 2016 tại công viên Xà No, phường 3, thành phố Vị Thanh. Qua đó thì kêu gọi mọi người khi mà tham gia giao thông thì mọi người nên chấp hành đúng quy định để mà bảo vệ tính mạng, tài sản cho chính mình cũng như là cho người khác. Đến đây thì bản tin an toàn giao thông xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau. Dân xin cảm ơn chị Hải Loan với tiết mục an toàn giao thông vừa rồi. Quý khán giả thân mến, nội dung này cũng đã kết thúc chương trình thời sự tối nay của Trường Hậu Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị có thể xem lại chương trình tại trang web hậugiangtv.vn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.